Xin chào tất cả bà con nông dân và các bạn. Mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình video ngày hôm nay. Vâng, thưa bà con, hôm nay mình xin được chia sẻ với chúng ta một cái kỹ thuật chăm sóc cây quất ở một cái thời điểm quan trọng nhất để có thể giúp chúng ta có được những quả quất chín mọng vào thời điểm Tết. Vâng, thưa bà con, bây giờ là thời điểm tháng 5 âm lịch, tức là cái thời điểm mà những cây quất này trổ hoa rất là nhiều. Và điều mà chúng ta nên làm ngay bây giờ là chúng ta phải ngắt sạch những cái hoa này các bạn nhé, để cho những đứa sau nó có thể ra nhiều hơn, và thứ hai là đúng vào cái thời điểm Tết. Vâng, hôm nay mình xin được chia sẻ với chúng ta kỹ thuật chăm sóc cây quất. Xin mời bà con nông dân và các bạn theo dõi video. Vâng, thưa bà con, trong những năm gần đây thì cây quất là một loại cây trồng mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao cho những người nông dân trồng quất, bởi những cái người chơi quất ngày càng đông, và cái ý nghĩa của cây quất mang lại cho chúng ta trong những ngày Tết là rất lớn. Chính vì vậy mà ở quê mình một số gia đình đã mở rộng cái diện tích trồng quất rất là nhiều. Và bây giờ là thời điểm mà quan trọng nhất giúp chúng ta có những cái thắng lợi về những vụ quất các bạn nhé. Đây, thưa các bạn, là xa xa kia là những vườn quất rất là nhiều. Và bây giờ những người trồng quất đang phải đổ ra để ngắt những cái phần hoa trên cây quất này. Đây là thời điểm quyết định đến cái sự thắng lợi của chúng ta. Quay lại tối. Tối nhỉ, chương trình quay tối luôn.
Chơi vừa quay vừa chỉnh mãi được làm quên cái mắt giả vô nhé. Xa cái cổ thật. Ra thành bờ nước vào chuyện cái bãi đây em bôi em thẻ lên nước cái gì thỉnh thoảng anh nhìn liên tục đấy chứ. Đợt thấy chưa, chó quẩn xuống hải cái xuống móc cá để lên nó quá quần chúa đấy rồi. Vâng, xin mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi quá trình chăm sóc quất của những người trồng quất lâu năm bạn nhé. Cháu
Vâng, thưa các bạn, ngoài cái việc là chúng ta ngắt hoa cho cây thì chúng ta nên bấm tỉa cành để tạo cái cây quất về sau các bạn nhé.
Vâng, thưa bạn, ngoài việc chúng ta phải ngắt hoa cho quất thì chúng ta cần phải cung cấp đủ nước cho quất các bạn nhé. Nhất là trong những ngày thời tiết nắng nóng khô hạn như thế này thì chúng ta cũng cần phải tăng cường cung cấp đủ nước cho cây phát triển tốt.
các bạn những cái những cái quất này là khá là nhiều hoa các bạn ạ.
Các bạn là khá là tối rồi, mình sẽ đi vào trong. Bà 10 phút. Em ở đây cũng làm như sáng giờ tối rồi. Đi đi con. Nào đi, thằng Lâm lại cắt đồ chơi đồ chiếc cái này con này. Làm
Nhanh lên, con mở ra nãy giờ còn tắm hết rồi. Mở nữa đi, cho nó cho mùi. Hết rồi, có cơm nước nữa đâu. Con đang bơm rồi. Giặt nước nhà ra cứ cứ tối lại hết. Hả? Nước nhà ra cứ tối cái lại hết. Dùng nhiều chứ không con. Mấy cái con chào con lấy nước để nước cái ngày luôn nha. Con tiết kiệm là khá nhiều, 500 gì vậy? Ra gì? Tiết kiệm trong gia đình nhá. Thank you.
chiều ấy nhỉ. Cái áo này mới mặc sang đây học rồi thế mà. Đây là con mặc. Con lớn rồi con mới tìm rồi phải mặc tìm con mặc cái tháng 2 chứ. Ok, video ngày hôm nay mình giới thiệu chúng ta đã hết. Ok, xin chào và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video.